Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo khoác cho bé gái xinh xắn như thế này ha Thân áo thì mình sẽ móc cái họa tiết cánh quạt thẳng hàng với nhau từ trên xuống nè Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn hoặc trẻ nhỏ Hoặc cũng có thể thay màu tùy thích ha Mình sử dụng len miêu cốt Tông 125g và kim 4.0mm Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút đây sẽ là điểm đầu tiên cần phải tăng giảm sai. Các bạn cứ móc lên cho mình cái xích đầu tiên, sao cho mình quấn quanh cái xích đó ở cái phần cổ của sai các bạn đang móc mà cảm thấy vừa là được ha. Thì cách mà mình canh cái xích đầu tiên này, mình có làm một video hướng dẫn rồi. Mình có để link phần mô tả, các bạn nhấp vào phần mô tả sau đó làm theo sẽ chính xác hơn ha. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật nên cái số xích này nó có thể thay đổi khi mà các bạn tính cái số xích đầu tiên á, các bạn nhớ cộng thêm cho mình 4 hoặc là 8 mũi tùy vào cái cổ vuông hoặc là cổ thuyền mà các bạn cần móc ha. Mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 74 mũi móc xích. Sau khi đã có cho mình được 74 mũi móc xích, móc lên tiếp tục 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân thứ 74 đó một mũi kép đơn. Do size này của mình mỗi cạnh sẽ tương đương với 16 mũi móc xích cho nên các bạn sẽ chia cho mình cái cạnh thân trước ra làm 8 mũi ha. Nhưng mà lưu ý ở đây cái thân trước của mình muốn làm cài nút nên mình có cộng thêm một mũi ở mỗi bên. Mình sẽ móc 9 mũi kép đơn vào chính chân móc đầu tiên trước. Kép đơn thứ bảy nè. Mũi kép đơn thứ 8. Và mũi kép đơn thứ 9. Sau khi đã có cho mình được chín mũi kép đơn vào chính chân móc rồi, thì ở đây mình móc cái họa tiết cổ của mình là cổ vuông 90 độ. Nên hai chân móc kế tiếp mình sẽ tạo một cái họa tiết cổ vuông ha. Thì để tạo một họa tiết cổ vuông ở hai chân này, móc cho mình vào cái chân móc kế bên hai mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích và tiếp tục chân kế tiếp cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta có được góc vuông đầu tiên cho hàng móc đầu tiên Tiếp tục mỗi cạnh của mình là 16 mũi móc xích Cho nên cạnh tiếp theo là cạnh phần vai nè Các bạn sẽ móc cho mình 16 mũi kép đơn và 16 chân móc xích ha Kép đơn đầu tiên Kép đơn thứ hai Kép đơn thứ ba kép đơn thứ 15 và kép đơn thứ 16. Khi có được 16 mũi kép đơn và 16 chân móc xích ta đạt được cái độ rộng cho phần vai rồi nè. Thì tiếp theo sẽ là cái góc vuông ha. Góc vuông thì mình làm tương tự như cái góc đầu tiên này. Tức là hai chân liên tiếp thì chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn. Ta sẽ tạo ra được góc vuông thứ hai cho hàng móc đầu tiên này. Tiếp tục cạnh kế tiếp sẽ là cạnh thân sau ha. Thì cạnh thân sau tương tự giống như là cạnh của phần vai nè. Mình cũng móc 16 mũi kép đơn vào 16 chân móc xích. Mũi đầu tiên nè. Mũi móc thứ hai. Mũi thứ 16. Ta có được cái độ rộng cho phần vai rồi thì tiếp theo sẽ là cái góc vuông kế tiếp. Góc vuông kế tiếp thì cũng làm tương tự ha hai mũi kép đơn vào chân kế bên sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào chân kế tiếp ta sẽ có được góc vuông thứ ba tiếp tục đến cái cạnh tiếp theo sẽ là cạnh phần vai đối diện với cái cạnh này thì các bạn cũng móc cho mình 16 mũi kép đơn vào 16 chân móc xích kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai kép đơn thứ 15 và kép đơn thứ 16. Hoàn tất được 16 mũi kép đơn để tạo cái cạnh vai còn lại rồi, tiếp tục hai chân móc kế tiếp sẽ tạo một góc vuông tương tự. Là góc vuông cuối cùng rồi ha. Chân kế bên hai kép đơn cùng chân móc. Lên một xích, chân kế tiếp cũng móc hai kép đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cái góc vuông cuối cùng nè. Tiếp tục còn lại của mình sẽ là 9 mũi móc. Chín mũi này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn tương tự như góc này ha. Sau khi móc hoàn tất được đến cuối hàng móc rồi nè, ta sẽ có được bốn cạnh như thế này. Móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Khi các bạn chập cho mình cái phần cổ lại nè, ta sẽ có được một cái phần cổ vuông như thế này. Ở cái cạnh thân trước của mình này mình chia làm đôi để mình tạo cài nút. Nhưng do phần thân trước mình muốn làm cài nút nó rộng tí á, cho nên các bạn sẽ cộng thêm cho mình mỗi bên là một mũi để mình chồng lên nhau như thế này, cho cái phần cài nút của mình nó rộng rãi hơn ha. Thì khi móc các bạn cứ hiểu cho mình như thế này nè. Cạnh thân trước của mình mình chia đôi ra mình móc một nửa, sau đó là góc vuông 90 độ, tiếp tục là cạnh vai góc vuông, cạnh thân sau, góc vuông, cạnh vai còn lại. Góc vuông và nửa cạnh còn lại nè, thì hai cái nửa cạnh còn lại cộng lại nó sẽ bằng với cái kích thước của các cạnh còn lại ha. Gặp lại nè. Ta sẽ có được họa tiết cổ vuông 90 độ như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng móc tiếp theo ha. Khi gây nên cho mình hai mũi móc xích rồi ta quay ngược đầu móc lại lúc này mình sẽ có những cái chân móc cụ thể mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp là cái khoảng trống này ha khoảng trống xích ở giữa nè mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn khi đã móc được đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp rồi nè thì cái góc vuông đó các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống chính giữa là cái khoảng trống xích mà mình tạo cái góc vuông nè, hai kép, một xích và hai kép thì có cái khoảng trống chính giữa mũi xích này nè, các bạn sẽ tạo cho mình một cái góc vuông tương tự giống như cái họa tiết bên dưới. Mình sẽ có là hai kép đơn cùng một khoảng trống. Sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng khoảng trống đó ha ta sẽ có được cái góc vuông đầu tiên cho hàng thứ hai. Tiếp tục sẽ là cái cạnh vai. Thì lúc này các bạn sẽ chú ý cho mình ở cái cạnh này nè. Cái chân đầu tiên của cái hàng móc này sẽ là cái mũi móc này khi mà mình kéo cái cụm 4 mũi đây nè. Qua thì ta sẽ thấy cái chân đầu tiên ở đây ha. Nhưng mà các bạn sẽ không móc vào chân này, mình sẽ móc vào cái chân thứ hai, bỏ qua chân này ha, móc vào chân thứ hai một kép đơn. Thì như vậy là độ dày của cái góc vuông mà mình tạo này nè nó có bốn mũi nó sẽ tạo ra cái độ dày giúp mình có thể che đi được cái mũi mà mình bỏ qua đây cho cái góc vuông của mình nó đều hơn ha các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến góc vuông tiếp theo khi đã móc được đến cái góc vuông tiếp theo thì tương tự giống như cái góc vuông đầu tiên các bạn cũng móc cho mình vào khoảng trống chính giữa này hai kép đơn một mũi xích và hai kép đơn ha kép đơn thứ nhất nè kép đơn thứ hai sau đó lên một xích tiếp tục kép đơn thứ ba vào cùng khoảng trống luôn và kép đơn thứ tư như vậy là ở mỗi góc vuông mình sẽ có bốn mũi kép đơn ha cách nhau là một mũi xích ta có được góc vuông thứ hai cho hàng thứ hai tương tự giống như cái cạnh vai thì cạnh thân sau cũng vậy nè mình sẽ không móc vào cái chân đầu tiên của hàng này mà mình bỏ qua luôn chân đầu tiên chân đầu tiên khi mình kéo căng cái cụm góc này ra thì ta sẽ thấy ha không móc vào đó mà đâm kim vào chân thứ hai móc một mũi kép đơn thì độ dày của cái góc nó sẽ giúp mình che được cái mũi đó nha làm tương tự cho mình cho các chân còn lại đây nó sẽ giúp mình che đi được cái mũi mà mình bỏ qua nè các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các cái góc còn lại luôn ha cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng ta sẽ được hàng móc thứ hai như thế này móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự giống như hàng mà mình vừa móc mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc được đến cái khoảng đầu tiên mà ta gặp rồi nè cái góc vuông đầu tiên mà mình gặp rồi thì các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng của cái góc vuông đó hai kép một xích và hai kép một kép nè hai kép nè lên một xích và tiếp tục hai kép nữa ta sẽ tạo ra được góc vuông đầu tiên cho hàng móc thứ ba cũng tương tự giống như cái hàng bên trên nè thì đến cái cạnh tiếp theo mình cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên là cái chân mà cái bốn mũi này nó che được nè bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một kép đơn làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối hàng luôn hả các cái góc còn lại các bạn cũng làm tương tự luôn mỗi cạnh thì cứ bỏ qua cái chân sát cái góc này là được móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mà mình gặp cái phần cổ áo lại nè đây là bước tăng size thứ hai khi các bạn tăng cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nè thì lúc này cái phần thân áo bên trên nó sẽ có cái độ sâu xuống và rộng ra thì các bạn cần xác định cho mình cái kích thước của vòng ngực ở size các bạn cần móc là bao nhiêu sau đó mình sẽ đo mình sẽ gặp cái phần thân của áo lại theo chiều này và mình sẽ đo hai cái góc ở hai bên này đây đo hai góc như thế này ha ở đây size của mình khi đo được tầm khoảng 26 cm từ hai cái góc này ha 26 cm thì mình muốn móc tầm khoảng 28 cm 28 cm nè cho nên các bạn sẽ chừa cho mình mỗi bên khoảng tầm 1cm 1 cm đến 1,5 cm khi mà mình đo ngang lại như thế này ha Kích thước mà mình đang đo sẽ là kích thước chiều ngang nha chứ không phải là nguyên cả vòng nè. Thì khi mà mình muốn tăng thêm như thế này các bạn sẽ tiến hành nối nách và mình chừa cái khoảng mà mình cần móc á, vào cái phần nách nha. Tiếp tục mình cứ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp nè. Sau khi đã móc được đến cái góc vuông đầu tiên rồi thì cái góc vuông này mình sẽ tiến hành nối với góc vuông còn lại. Móc vào cái khoảng trống của góc vuông này hai mũi kép đơn. Đối với size này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 4 mũi móc xích nữa ha. Hoặc là tùy vào cách mà các bạn đo, các bạn sẽ lên cho mình cái số xích tương ứng nè. 1 2 3 3 4. Khi được 4 mũi móc xích rồi mình sẽ di chuyển kim đến cái góc vuông thứ hai tức là mình sẽ không móc ở cái cạnh vai nữa mà mình sẽ móc đến cái góc vuông thứ hai luôn móc vào cái khoảng trống của cái góc vuông này hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống ha như vậy là ta đã nối được hai bên tạo một cái khoảng trống để luồn nách như thế này và khi mình gặp lại nè cái chiều mà mình dư ra nó sẽ tầm khoảng 1 cho đến một năm cm như là ban đầu mình đo ha và cái kích thước này nó cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào size mà các bạn đang móc nè tiếp theo đến các cái mũi móc kế tiếp thì khác với những cái hàng móc bên trên khi mà mình móc cái góc vuông á mình bỏ qua cái chân móc đầu tiên của mỗi cạnh thì lúc này mình không cần phải bỏ qua nữa móc luôn cho mình vào mỗi chân móc luôn ha cứ móc tương tự cho đến cái góc vuông tiếp theo thì hai góc vuông kế tiếp mình cũng nối nách lại luôn đến góc vuông này ha khi móc đến cái góc vuông này rồi thì tương tự cũng móc cho mình vào khoảng trống của góc vuông đó là hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Mình sẽ làm tương tự giống như cái phần nách mà mình vừa móc á. Từ đây cũng lên bốn mũi móc xích để tạo cái khoảng tương tự nè. 1 2 3 và 4. Ta đâm kim đến cái khoảng trống cuối cùng ha. Là cái khoảng góc vuông cuối cùng cũng móc vào hai kép đơn nè. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái khoảng trống của cái độ rộng của cánh tay còn lại ha. Các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, các bạn gặp cho mình cái phần thân áo lại nè. Canh chỉnh lại cho cái mũi móc của mình nó đều ha. Thì khi mà mình có cái kích thước mà mình vừa có được nè, chiều ngang từ hai bên nó sẽ đạt được một nửa so với độ rộng của vòng ngực rồi nè. Các bạn có thể móc rộng hơn khoảng tầm 2 cho đến 4 cm ha, so với vòng ngực để cho cái phần thân áo của mình nó được rộng rãi hơn. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết bên dưới. Để móc được cái họa tiết bên dưới nè, khi mà mình kết thúc cái hàng móc này, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi móc lên cho mình 4 mũi móc xích 1, 2, 3 và 4 Ta sẽ bỏ qua 3 chân móc của hàng phía dưới Đâm kim vào chân thứ tư móc vào đó một mũi móc đơn Mình sẽ có được cái khoảng trống đầu tiên như thế này Tiếp tục khoảng trống thứ hai cũng tương tự Lên 4 mũi xích Bỏ qua 3 chân của hàng phía dưới, móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn. Ta cũng có được cái khoảng thứ hai nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại cho đến cuối ha. Và ở đây có một điểm lưu ý, các bạn cần sắp xếp cho mình làm sao cho các cái khoảng trống của mình khi mà mình hoàn tất nó sẽ là số lẻ nha. Ta cứ lên bốn mũi móc xích. Sau đó bỏ qua ba chân của hàng phía dưới và móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn. Lên bốn mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối hàng ha. Sau khi móc đến cuối hàng móc nè, các bạn sắp xếp cho mình các cái khoảng trống mà mình có được ở đây là số lẻ nha. Thì ở đây của mình có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 thì còn lại một khoảng là khoảng thứ 25 nè lưu ý cho mình ở các cái khoảng cuối cùng hai khoảng cuối cùng nhiều trường hợp nó sẽ không có đủ cái số mũi móc để mình có thể cách khoảng ha thì các bạn cứ chia đều cho mình hai cái cụm cuối cùng lại cứ lên bốn mũi xích sau đó chia đều cái số mũi móc ở hai cụm cuối cùng là được ha hoặc là những bạn nào mà muốn đều thì mình có thể chia ở cái phần nách hoặc là phần thân sau cũng được miễn sao cái khoảng trống của mình khi mà mình móc đến điểm kết thúc á nó sẽ là số lẻ ha như vậy là ta sẽ có được tổng cộng là 25 khoảng trống cho size này. Tiếp tục hàng móc kế tiếp mình sẽ tạo họa tiết cánh quạt. Các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc nè. Lúc này 3 mũi móc xích này mình sẽ được tính là một mũi móc. Tiếp tục móc vào cái khoảng trống đầu tiên này 3 mũi kép đơn cùng một khoảng trống ha. Kép đơn đầu tiên, mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba khi có được 3 mũi vào cái khoảng trống đầu tiên rồi, tính luôn 3 mũi xích đầu tiên này là một mũi thì mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi. Ta sẽ được một nửa của cánh quạt. Thì cái cụm đầu tiên và cụm cuối cùng mình sẽ tạo một nửa cánh quạt ha. Khoảng trống kế tiếp móc một mũi móc đơn. Xen kẽ sẽ là khoảng trống kế bên. Khoảng trống kế bên thì mình sẽ tạo ra một họa tiết cánh quạt nguyên luôn. Móc vào đó chính kép đơn. 1 2 Kép đơn thứ 3 4 5 6 7 8 Và kép đơn thứ 9 Khi có được 9 mũi vào cùng một khoảng trống rồi tạo ra được đầy đủ họa tiết cánh quạt thì khoảng kế bên móc một mũi móc đơn Đây, họa tiết cánh quạt của mình ha Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết cứ xen kẽ là một khoảng là mũi đơn, một khoảng là họa tiết cánh quạt ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng thì khoảng này mình móc một mũi móc đơn rồi nè khoảng kế tiếp xen kẽ sẽ là một họa tiết cánh quạt móc vào chính mũi kép đơn ha kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy mũi kép đơn thứ tám và mũi kép đơn thứ chín sau đó di chuyển kim đến khoảng còn lại móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình đến hết hàng. Sau khi hoàn tất được đến cuối hàng do cái khoảng trống của mình tạo ra là số lẻ cho nên mình sẽ còn dư một khoảng cuối cùng thì khoảng này mình sẽ tạo ra một nửa cánh quạt móc vào đó 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống này tương tự giống như là cái khoảng đầu tiên ha móc vào đây 3 mũi kép đơn nè kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư nó sẽ nằm ở cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà ta bắt đầu móc của cái hàng này ha móc vào mũi kép đơn nè như vậy là ở đây mình cũng có được tổng cộng là bốn mũi kép đơn bằng với số mũi móc của nửa cánh quạt đầu tiên từ đây móc lên ba mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc kế tiếp khi gây nên ba mũi móc xích nó được tính là một mũi móc rồi mình sẽ tạo một khoảng trống bằng cách móc lên thêm một mũi móc xích nữa như vậy là ở đây mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc xích ha. 3 mũi là một mũi rồi nè, sau đó tiếp tục cái mũi thứ tư là mũi khoảng cách. Thì ba mũi xích này nó sẽ tương ứng với lại cái chân móc đầu tiên rồi, ta sẽ không móc vào chân đầu tiên. Di chuyển kim luôn đến ba cái chân móc mà mình móc vào cùng một cái khoảng này nè. Mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn và mũi kép đơn nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích ha. Tiếp tục chân thứ hai một mũi kép đơn nè. Lên một xích. Chân thứ ba một mũi kép đơn. Lên một xích, ta sẽ có được 3 mũi kép đơn và 4 mũi móc xích gây nên ở đây mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi ha. Từ đây tiếp tục chân móc kế tiếp thì mình sẽ gặp là cái chân của mũi đơn. Chính giữa của các cái mũi á, họa tiết cánh quạt nè, thì mình sẽ không móc vào chân mũi đơn đó mà di chuyển kim luôn đến chính mũi mà mình móc vào cùng một khoảng này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn và cũng cách nhau là một mũi xích ha. Ta sẽ có là kép đơn đầu tiên nè, vào chân đầu tiên. Không móc vào chân mũi đơn nhé. Lên một xích. Mũi thứ hai. Lên một xích. Mũi thứ ba. Lên một xích, tiếp tục mũi thứ tư. Lên một xích. Mũi thứ năm. Một xích mũi thứ sáu một xích mũi thứ bảy lên một xích mũi thứ tám lên một xích và mũi thứ chín như vậy là hàng móc thứ ba của cái phần cánh quạt của mình sẽ hoàn tất như thế này cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ta không móc vào chân của mũi móc đơn nhé sau khi đã móc được đến cuối hàng thì lúc này ở đây mình cũng có ba mũi kép đơn và cái mũi xích ba mũi đó không móc vào chân mũi đơn nè lần lượt đâm kim vào ba chân mà mình móc vào cùng một khoảng mỗi chân một mũi kép đơn cách nhau là một xích còn lại móc lên một xích ở đây ba mũi móc xích mình gây nên được tính là một mũi rồi thì các bạn móc vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên tức là cái chân của cái mũi mà xác cái chân mình vừa móc mũi kép đơn luôn á móc cho mình vào đó mũi kép đơn luôn ha thì như vậy là mình cũng có được bốn mũi kép đơn nè bằng với cái cụm đầu tiên rồi bốn mũi nè lúc này các bạn sẽ để ý cho mình một họa tiết cánh quạt nó sẽ được hình thành ở một hàng móc tạo khoảng trống một hàng mình tạo cánh quạt kính và một hàng tạo cánh quạt hở nè móc lên một mũi móc xích Hàng kế tiếp của mình sẽ là hàng tạo khoảng trống ha. Móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích. Ta di chuyển kim đến cái khoảng trống mà mình chừa ra thẳng hàng với cái chân của mũi móc đơn bên trên nè. Mũi móc đơn mà mình bỏ qua nè. Thì cái khoảng trống ở phía trên nó là cái khoảng này ha. Móc vào một mũi móc đơn ta tạo được một khoảng trống tương tự giống như cái hàng đầu tiên tạo khoảng trống nè từ cái khoảng trống thứ hai nó sẽ khác cái hàng đầu tiên một chút ha thì lúc này cái họa tiết cánh quạt của mình nè 9 mũi kép đơn và hai cái khoảng trống ở hai bên mà mình chừa ra không móc vào mũi móc đơn á móc lên cho mình bốn mũi móc xích ta sẽ bỏ qua hai cái khoảng trống kế bên thì cái khoảng trống mà mình đang có là cái khoảng trống thẳng với cái chân mũi móc đơn mà mình bỏ qua rồi đếm qua cho mình hai khoảng trống móc vào khoảng trống thứ ba một móc đơn lên bốn mũi móc xích tiếp tục bỏ qua cho mình thêm hai cái khoảng trống nguyên nè móc vào khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn lên bốn mũi móc xích và tương tự ha bỏ qua hai khoảng trống móc vào khoảng thứ ba sẽ là khoảng cuối cùng của mình khoảng này nó sẽ là cái khoảng mà mình bỏ qua cái chân móc đơn á thì ta sẽ tạo ra được ba cái khoảng trống ở họa tiết cánh quạt đầu tiên này ha sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại luôn mình cứ móc lên 4 mũi móc xích sau đó lần lượt cứ bỏ qua hai khoảng trống móc vào khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục lên 4 mũi móc xích bỏ qua hai khoảng móc vào khoảng thứ ba một mũi móc đơn lên 4 mũi móc xích bỏ qua hai khoảng móc vào khoảng thứ ba lúc này khoảng thứ ba của mình cũng là cái khoảng mà mình bỏ qua của chân móc đơn ha làm tương tự cho mình cho đến hết sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng còn lại là mấy cái khoảng của cái cụm đầu tiên nè nửa cánh quạt thì móc lên 4 mũi móc xích sau đó mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của bốn mũi mà mình gây nên đầu tiên nhé Lúc này mình có 4 mũi do cái một mũi này nó là cái khoảng trống rồi nè. Thì mình sẽ móc vào cái khoảng thứ ba. Cái chân móc xích thứ ba tính từ dưới lên á, móc vào đó một mũi móc đơn. Thì ta cũng có được cái khoảng trống tương đương với lại cái cụm đầu tiên ha. Thì lúc này cái họa tiết của mình nè, nó sẽ nhiều hơn cái khoảng trống của cái hàng đầu tiên rồi. Móc lên 3 mũi móc xích, ta quay ngược đầu móc lại, các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng đầu tiên ba mũi kép đơn cùng một khoảng tương tự giống như cái nửa cánh quạt phía trên ha có được ba mũi vào cái khoảng trống đầu tiên rồi móc vào khoảng trống thứ hai một mũi móc đơn sau đó tiếp tục của mình sẽ là chín mũi kép đơn vào khoảng trống kế bên ha kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy kép đơn thứ tám và kép đơn thứ chín ta cũng có được một cánh quạt nguyên tương tự giống như hàng bên trên khoảng kế tiếp móc một mũi móc đơn để ý cho mình phía trên của mỗi cánh quạt nguyên ở phía dưới ta sẽ có được một cánh quạt kính ở bên trên nè hàng móc này thì nó sẽ khác so với cái hàng móc mà mình tạo khoảng của cái hoạt tiết cánh quạt phía trên á các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích đâm kim vào khoảng kế bên móc một mũi móc đơn thì giữa cánh quạt nguyên bên này và cánh quạt nguyên bên kia nó sẽ cách nhau ở ba mũi móc xích này ha nó sẽ khác so với nửa cánh quạt cách nhau với cánh quạt nguyên nè sau đó tiếp tục các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến cái khoảng trống kế tiếp thì khoảng trống này nó thẳng hàng với cái cánh quạt nguyên bên trên móc cho mình vào đó là chín mũi kép đơn ha Tiếp tục khoảng kế tiếp móc một mũi móc đơn. Đây được cánh quạt nguyên như thế này rồi thì tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Để tạo cái khoảng giữa hai cánh quạt nguyên bên này. Giống như cái cánh này ha. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết. Lên 3 mũi nè. Móc vào khoảng kế bên một mũi móc đơn. Khoảng kế tiếp sẽ là khoảng trống tạo họa tiết cánh quạt, sau đó cứ xen kẽ cho mình tương tự cho đến hết hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi, lúc này cái khoảng kế tiếp của mình sẽ là một mũi móc đơn. Khoảng cách của một nửa cánh quạt đến một cánh quạt nguyên thì nó sẽ khác so với hai cánh quạt nguyên ha. Ta sẽ không có cái khoảng trống ba xích đó mà đâm kim luôn vào khoảng cuối cùng móc ba kép đơn. ba mũi kép đơn thứ tư nó sẽ nằm ở chân móc của mũi móc đơn ha. Đây, móc vào đây mũi kép đơn nè. Ta cũng có được bốn mũi bằng với kích thước của nửa cánh đầu tiên ha. Tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích để tạo cái cánh quạt hở nè. Hàng móc cánh quạt hở thì lưu ý nhớ lên 4 xích nha. 3 mũi xích đầu tiên được tính là một mũi nè. Sau đó mũi tư xích thứ tư là cái mũi xích mà mình tính khoảng. Tương tự giống như cái nửa cánh quạt bên trên nè, mình cũng bỏ qua cái chân đầu tiên. Móc vào chân thứ hai một kép đơn lên một xích chân thứ ba một kép đơn lên một xích thứ tư một kép đơn ta cũng có được cái cánh nửa cánh quạt giống như cạnh bên trên rồi ha thì mình sẽ không móc vào chân mũi móc đơn kế bên mà tương tự móc lên một xích móc cho mình vào chính cái mũi kép đơn mà mình móc vào cùng một khoảng nè tạo cánh quạt nguyên á mỗi chân móc một mũi kép đơn và cách nhau là một xích ha kép đơn đầu tiên nè lên xích kép đơn thứ hai lên xích kép đơn thứ ba tiếp tục lên xích kép đơn thứ tư lên xích kép đơn thứ năm tiếp tục lên xích kép đơn thứ sáu lên xích kép đơn thứ bảy lên xích kép đơn thứ tám lên xích và mũi kép đơn thứ chín đây ta cũng có được một cánh quạt nguyên như thế này thẳng hàng với cánh quạt nguyên ở phía dưới ha hàng này thì nó cũng giống như là cái hàng mà mình tạo cánh quạt ở hàng bên trên á tức là mình sẽ bỏ qua luôn cái khoảng trống 3 xích và hai chân mũi đơn mà mình có ở đây đâm kim luôn đến cho mình chín mũi kép đơn để tạo cái khoảng họa tiết nguyên nè cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn và cách nhau là một xích ha Sau đó mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Thì như vậy là cái hàng móc tạo cánh quạt thứ hai nó sẽ khác so với cái hàng bên trên, tức là mình sẽ có cái khoảng bỏ qua là một đơn, ba xích và một đơn ha. Còn cái hàng bên trên mình chỉ bỏ qua một chân móc đơn thôi nè. Khi kết thúc được cái hàng móc này cũng tương tự. Ở đây mình sẽ bỏ qua chân móc đơn nè. Móc vào bốn chân còn lại, mỗi chân là một mũi kép đơn và cách nhau là một xích. Mũi thứ tư nó nằm ở chân xích thứ ba ha, tính từ dưới lên nè. Ta có được nửa cánh quạt còn lại ha. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Sau đó các bạn sẽ lặp lại cho mình giống như là cái hàng của họa tiết cánh quạt thứ hai. Tức là mình sẽ lặp lại từ cái hàng móc mà mình tạo khoảng trống của họa tiết thứ hai á. Tức là từ đây nó sẽ lặp lại là một hàng móc tạo khoảng trống nè. Sau đó là một hàng móc tạo cánh quạt nguyên, cánh quạt kính ha, và một hàng móc tạo cánh quạt hở. Chính giữa hai cái họa tiết nửa cánh quạt và cánh quạt nguyên á thì mình sẽ cách nhau là một chân mũi đơn. Còn giữa hai cái họa tiết cánh quạt nguyên nó sẽ cách nhau là 3 xích và hai đơn ha. Cứ móc vào chân đầu tiên một móc đơn nè, lên 4 xích nè, sau đó đâm kim vào cái khoảng trống mà mình bỏ qua cái chân móc đơn Đây, móc vào một mũi móc đơn Và từ đây mình sẽ tiếp tục cách lên 4 xích và cứ cách hai khoảng trống là mình sẽ móc một mũi móc đơn vào khoảng thứ ba ha sau đó sẽ lặp lại cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi mình đạt được cái chiều dài của phần thân áo ta sẽ có được những cái họa tiết cánh quạt xếp chồng lên nhau nè sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này chiều cao từ cái phần vai cho đến cái hàng móc mà mình móc cuối cùng Nó đã bằng chiều cao từ phần vai cho đến lai áo của bé rồi ha Kích thước này mình có để ở phần mô tả Và những cái họa tiết cánh quạt của mình nó sẽ nằm xếp chồng lên nhau nè Bây giờ mình sẽ viền lại và tạo cái khoảng trống để cài nút Đến đây thì mình sẽ tiến hành cắt len thay màu để mình viền cho nó đẹp hơn ha Các bạn sẽ chọn cho mình một mặt là mặt phải của sản phẩm. Sau đó mình sẽ đặt cái phần thân áo lại theo hướng này. Mình sẽ lấy một cái màu khác để mình viền nè. Thì cái hàng viền đầu tiên này mình sẽ viền từ phần lai áo. Trước ha, tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ viền bắt đầu từ phần lai áo, là cái chân móc mà mình kết thúc ở đây ha. Hàng này thì mình sẽ tạo khoảng trống để cài nút nè Đâm kim vào cái chân cuối cùng đó Kéo cái nút vừa tạo qua chân móc Móc lên một mũi móc xích Sau đó móc tiếp vào cái chân mà mình vừa móc đó một mũi móc đơn Khi móc nhớ dấu đen thừa nha Lúc này để ý cho mình ở các cái hàng móc của mình nó sẽ có Thân chân móc, chân móc, thân chân móc và hai chân móc liên tiếp với nhau nè thì để viên lại được ở cái cạnh này nè Các bạn sẽ di chuyển kim cho mình bỏ qua thân chân móc Móc vào chân móc hai mũi móc đơn Tiếp tục sẽ là hai cái chân móc liền nhau Chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi móc đơn cùng chân móc Đây là hai chân liền nhau ha Thì chọn cho mình một trong hai chân cũng được Mình sẽ chọn chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn vào cùng một cái chân móc sau đó là cái chân thứ hai là cái chân sát cái chân này luôn móc một mũi móc đơn thì như vậy là ở mỗi họa tiết cánh quạt của mình sẽ viền lại bằng các cái mũi móc như thế này ha tiếp tục nè mình sẽ có là thân chân móc bỏ qua thân chân móc móc vào chân móc hai mũi móc đơn sau đó chân kế tiếp nó sẽ gần với cái chân kế bên ha thì chọn một trong hai chân để móc hai mũi móc đơn và chân còn lại móc một mũi móc đơn và các bạn sẽ viên tương tự cho mình cho đến cái phần thân trên. Sau khi viên được đến phần thân trên thì phần thân trên này lúc này mình sẽ có thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau. Chứ không có giống như các cái mũi của cái phần mà mình tạo cánh quạt. Thì các bạn cứ đâm kim cho mình vào mũi chân móc, móc hai mũi móc đơn cùng một chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì cái chân cuối cùng mình chỉ móc một mũi móc đơn thôi sau đó móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai mình sẽ tạo cái khoảng trống để mình có thể luồn nút vào ha các bạn sẽ móc cho mình vào hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn khi có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp rồi tùy vào cái kích thước nút mà các bạn sử dụng các bạn sẽ gây nên cho mình cái xích tương ứng với cái kích thước nút đó ha mình sử dụng nút 2 cm nên mình sẽ móc lên là hai mũi móc xích ta sẽ bỏ qua hai chân móc kế bên tương đương với hai xích mà mình bỏ qua nè và đâm kim vào chân thứ ba móc một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ tạo ra được một khoảng trống để mình có thể luồn nút vào từ cái khoảng trống đầu tiên này đến cái khoảng trống thứ hai tùy vào sở thích là các bạn có thể chia cho mình khoảng cách ha ở đây mình sẽ chia khoảng cách nó tầm khoảng 8 mũi rồi mình có được cái mũi đầu tiên rồi nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ tám. Khi có được 8 mũi tạo khoảng cách giữa hai nút thì tiếp theo các bạn sẽ tạo cho mình một khoảng trống. Lên hai xích, bỏ qua hai chân tương ứng với hai xích và móc vào chân thứ ba một móc đơn. Thì như vậy là hai khoảng trống của mình nó sẽ cách nhau là 8 mũi móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ha. Khoảng cách này cho đến khoảng cách của cây nút kế tiếp sẽ cách nhau là 8 mũi nè. Mũi thứ ba nè. Mũi thứ tư, mũi thứ năm mũi thứ sáu mũi thứ bảy và mũi thứ tám được tám mũi rồi tiếp tục lên hai xích bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một móc đơn sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết sau khi móc được đến hết rồi móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại ta đã có được những cái khoảng trống để mình có thể luôn nút vào rồi thì từ cái hàng móc thứ ba này mình sẽ viền lại cho toàn bộ phần thân áo luôn ha mình sẽ viền phần lai trước nè Móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn để mình viền lại ở cái phần cài nút trước ha. Khi các bạn viền để ý cho mình nè. Cái khoảng trống mà mình tạo cài nút ở đây để cho nó hiện rõ hơn, mình sẽ dễ thấy hơn á. Cho nên các bạn sẽ chưa cho mình hai chân móc xích này với hai cái chân móc đơn ở hai bên. Mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống này bốn mũi móc đơn ha. Bốn mũi đó tương đương với hai xích và hai cái chân móc đơn ở hai bên nè. Móc cho mình vào khoảng trống này là bốn mũi móc đơn chân này bỏ qua nè ha móc luôn vào khoảng trống hai mũi kế tiếp là hai mũi mà tương đương với hai mũi xích và mũi móc đơn thứ tư nó sẽ tương đương với cái chân kế bên này khi móc mũi móc đơn thứ tư rồi thì chân này mình sẽ bỏ qua ha móc vào chân kế tiếp một móc đơn thì cái khoảng trống của mình nó sẽ lộ rõ hơn nè các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái khoảng trống còn lại cho đến hết ha Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình đến cái khoảng trống nè. Khi móc được đến khoảng trống thì cái chân mũi đơn sát đây, hai chân móc xích và chân mũi đơn kế bên này, mình cũng móc luôn vào cái khoảng trống này bốn mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục chân này mình đã móc rồi ha, móc vào chân kế bên một móc đơn. Làm tương tự đến hết khi móc được đến hết ban đầu mình có móc hai mũi móc đơn thì cái mũi móc đơn thứ hai ta đã móc vào khoảng trống rồi. Còn lại một mũi cuối cùng móc vào một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cái phần để mình cài nút nè. Bây giờ mình sẽ viền ở cái phần cổ ha. Thì đến khi viền ở phần cổ các bạn móc lên cho mình một xích. Chân cuối cùng đó các bạn móc tiếp một mũi móc đơn. Từ đây gây nên hai mũi móc xích. Mình sẽ tạo những cái họa tiết nửa so nha các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó ta đâm kim vào chân mình vừa móc mũi móc đơn cuối cùng đó một mũi kép đơn khi có được nửa họa tiết sò như thế này rồi mình sẽ bỏ qua hai chân móc đây là một chân nè hai chân đâm kim vào chân thứ ba móc cho mình một mũi móc đơn một chân nè hai chân ha đâm kim vào chân thứ ba một mũi móc đơn ta tạo được nửa sò nè móc lên tiếp tục hai mũi xích móc vào chân ta vừa móc mũi móc đơn một mũi kép đơn sau đó tiếp tục bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn ta tạo ra được nửa sò thứ hai ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết nè cứ mỗi họa tiết nửa sò thì cứ lên cho mình hai mũi xích móc vào cái chân đó một mũi kép đơn sau đó bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho đến hết cái phần cổ nha Sau khi đã hoàn tất được viền ở cổ áo rồi thì tiếp tục viền ở cái cạnh còn lại nè Thì cái cạnh này làm tương tự giống như cái hàng móc đầu tiên của cái phần viền cài nút bên này Ở bên trên này cứ mỗi chân mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc Viên tương tự cho đến cái phần mà mình tạo cánh quạt thì ở đây mình sẽ có hai chân mũi đơn sát nhau. Thì hai chân mũi đơn đó chọn một chân là móc một mũi, còn một chân là móc hai mũi ha. Khi đã viên được đến hết rồi lúc này mình sẽ viên ở cái lai áo phía dưới. Thì lai áo phía dưới để cho nó có điểm nhấn nó xòe hơn á, các bạn sẽ móc lên một xích nè. Mình sẽ tạo góc ở cái điểm này trước. Sau đó đâm kim cho mình vào cái khoảng trống ở đây mình sẽ có các cái khoảng trống cách nhau là một xích. Các bạn cứ lần lượt móc cho mình vào mỗi khoảng trống một mũi dời. Lên 3 mũi móc xích và tiếp tục một mũi dời vào cái khoảng trống đó. Ta sẽ tạo ra được một cái họa tiết như thế này. Tiếp tục khoảng trống kế tiếp cũng tương tự ha. Một dời nè, 3 xích và một dời. Tương tự khoảng kế bên cũng vậy ha. Một dời lên 3 xích và một dời. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết để tạo cái điểm nhấn cho phần lai. Like. Mỗi khoảng trống thì cứ móc một dời, 3 xích và một dời ha. Sau khi hoàn tất cho mình được toàn bộ phần viền của thân áo rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần cánh tay ha tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút các bạn sẽ đưa kim cho mình đến cái khoảng cách ở cái phần nách đó là cái khoảng cách mà mình móc bốn mũi móc xích ở đây nè đâm kim vào cái khoảng trống mà mình chừa ra xích nè sau đó kéo nút vừa tạo qua cái khoảng này thì đối với cái cụm đầu tiên này nè các bạn móc lên một mũi móc xích Tùy thuộc vào cái số xích mà các bạn sẽ móc cho mình cái số mũi móc đơn tương đương ha. Ví dụ như số xích của mình là 4 mũi thì mình chỉ móc 2 mũi thôi. 2 mũi móc đơn vào khoảng trống này thôi để giúp cho cái phần thay áo của mình nó nhỏ lại ha. Đối với những bạn nào mà móc cái xích này 6 mũi thì mình móc 3 mũi móc đơn, tức là mình sẽ móc một nửa so với cái số xích mà mình à, chia nách ha. Tiếp tục sẽ di chuyển kim đến cái thân của mũi kép đơn mà ta nối nách. Thân này các bạn sẽ móc cho mình vào luôn thân của cái mũi móc này hai mũi móc đơn ha sau đó mình sẽ di chuyển kim đến các chân bên này đây thì mình sẽ móc vào cái thân này trước hai mũi móc đơn lấy cái thân này làm chân móc luôn ha sau đó di chuyển kim đến các chân bên này mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ha khi đã móc được đến cuối hàng thì tương tự giống như những cái điểm đầu tiên á Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn cho đến khi mà mình gặp cái thân của mũi kép đơn mà mình nối nách thì cái thân đó các bạn cũng móc cho mình vào luôn cái thân đó hai mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến cái chân của cái mũi mà ta bắt đầu viền, móc vào một mũi dời. Ta sẽ có được hàng đầu tiên cho cái phần cánh tay tạo cái độ rộng cho phần cánh tay như thế này rồi thì các hàng móc kế tiếp mình sẽ tạo những cái họa tiết so le với nhau ha móc lên 4 mũi móc xích thì ba mũi đầu tiên được tính là một mũi móc mũi thứ tư sẽ tính là khoảng cách ha móc vào cái chân ta vừa móc mũi dời đó một mũi kép đơn ta sẽ có được họa tiết đầu tiên cho cái phần cánh tay tiếp tục họa tiết thứ hai các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc phía dưới và móc vào chân thứ ba một kép một xích và một kép ta có được họa tiết thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến hết ha bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một kép một xích và một kép tương tự cho đến hết nè bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một kép một xích và một kép Sau khi đã móc được đến cuối rồi, có nhiều trường hợp những cái khoảng, những cái chân móc cuối cùng nó không có đủ khoảng để mình có thể chia cụm ha. Thì các bạn cứ chia làm sao cho mình cho đến hết là được. Mình có thể cách nhau là một chân hoặc là hai chân ở hai cái cụm cuối cùng ha. Sau khi móc đến điểm kết thúc rồi, ban đầu mình có gây nên là bốn mũi móc xích thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của bốn mũi mà mình gây nên đầu tiên này. Chân xích thứ ba tính từ dưới lên ha thì cái chân xích thứ tư là khoảng rồi nè mình sẽ móc vào chân xích thứ ba một mũi dời ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên để tiếp tục móc hàng móc tiếp theo các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến khoảng trống của họa tiết đầu tiên là cái khoảng trống của 4 xích và một kép đơn nè móc cho mình vào khoảng trống đó một mũi dời từ đây móc lên bốn mũi móc xích sau đó khoảng trống đó cũng móc một mũi kép đơn ta sẽ có được họa tiết đầu tiên cho hàng thứ hai thì nó tương tự giống như cái hàng đầu tiên rồi ha các bạn cứ đâm kim cho mình lần lượt vào các cái khoảng của họa tiết mỗi khoảng mình cứ móc một kép một xích và một kép tiếp tục nè khoảng kế bên cũng phải cho đến hết hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều dài của phần tay áo đây là cái điểm thứ tư mình cần tăng ha Sau khi đã hoàn tất cho mình chiều dài của phần cánh tay rồi nè Thì chiều dài của phần cánh tay nó có thể sắp xỉ tương đương khi mà mình chập với lại cái phần lai phía dưới nè Nó sẽ sắp xỉ bằng với phần lai rồi ha Thì mình sẽ viền lại cái phần tay áo để tạo điểm nhấn cho phần tay Thì cái phần viền tay áo mình sẽ làm tương tự giống như cái phần viền ở cổ áo Tạo nửa so nè Đầu tiên thì mình sẽ tạo một nút sau đó mình sẽ đưa kim đến cái hàng móc cuối cùng của phần cánh tay Chọn cho mình một khoảng trống bất kỳ sau đó đâm kim vào cái khoảng trống đó kéo nút vừa tạo qua khoảng trống móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào khoảng trống đó một mũi đơn hai mũi xích và một mũi kép đơn để tạo ra nửa so ha được họa tiết như thế này rồi đâm kim vào khoảng kế bên móc một đơn hai xích và một kép đơn tức là mỗi khoảng trống mình sẽ móc một đơn hai xích và một đơn ta sẽ có được những cái họa tiết như thế này ha, móc tương tự cho đến hết. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần viền của cánh tay rồi nè, chiều dài của phần cánh tay khi mà mình so với phần thân áo, nó sẽ sắp xỉ bằng với chiều cao của thân áo rồi ha. Thì móc thêm cho mình cái tay còn lại nữa, và cây còn lại các bạn cũng đếm cho mình làm sao cho nó bằng với họa tiết của cánh tay đầu tiên, cho hai tay của mình nó đều hơn ha. Sau đó tiếp theo mình sẽ khâu những cái hạt nút ở bên đối diện để mình cài vào tương ứng với những cái khoảng mà mình hở ra. Phía trước thân áo thì các bạn có thể móc những cái họa tiết nhỏ trang trí cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn. Mẫu này thì mình cũng có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn thực hiện thành công!